còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng trao nhau những hồi ước. Anh là fan của em á, Hiền Hồ, anh là fan của em. Dạ em cảm ơn anh. Lời xin lỗi. Ổn không em? Em ổn. Anh nói cho em nghe nha, anh không phải là người đàn ông lo lắng cho em nhất đâu, mà người đó là anh Đức. Em đứng trên này ca sĩ nào hát cũng mặc kệ, tự nhiên tới em lên đứng trên đó anh Đức nó chụp coi chừng nhỏ nó té. Rồi cái nói mấy anh bên hậu đài cho em xin miếng khối cho nhỏ hát hay. Tháo tượng tự có không có Đức gài đó. Anh Đức kêu đó, Đức trả lời tôi đi, tại sao mà tôi quan tâm tới con bé đặc biệt vậy? Không phải, nãy giờ mọi người vẫn thấy là anh Đức đang ngồi theo dõi chương trình một cách rất là nghiêm túc và rất là hòa cùng cái không khí niềm vui mùa xuân với tất cả mọi người ở đây. Đừng có đánh trống lãng. Thì hãy đi vào câu hỏi đi. Cái tiết mục của Hiền Hồ cái bục quá cao thì anh Đức thấy vậy lo, không biết là Hiền Hồ có bước xuống được không? Will, em có gì muốn nói với anh không Will? Anh Đức lúc mà ngồi coi á, em thề luôn là không hề chớp mắt trong vòng 5 phút bài hát của Hiền Hồ. Thậm chí cái miệng á nhép từ chữ đầu tiên của bài tới chữ cuối của bài luôn. Lúc mà em hỏi anh Đức, anh tắt mặt em cái anh kêu để anh hát. Trời đất, tát cái mặt để anh hát. Đúng luôn. Khủng khiếp thiệt. Dạ, ngồi kế bên kiểm chứng nhưng mà anh điều này là đúng chứ không phải là Will dựng chuyện. Dạ, hoàn toàn là sự thật anh à. Không có cái bịa đặt nào ở đây cả. Để thuyết phục hơn Ốc Thanh Vân cho tôi biết là già cũng hoàn toàn nói đúng và không bịa đặt. Tất cả những con người ở đây đều đang rất nghiêm túc với chuyện này. Và chúng tôi lấy làm ghen tị khi thấy rằng là cũng có vài bóng hồng ở đây. Nhưng mà ánh nhìn của anh ấy chỉ tập trung trên Hiền Hồ ở sân khấu thôi. Oh my god. Vẫn một câu hỏi kinh điển. Em nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Em nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Em xin chào anh và xin chào các anh chị nghệ sĩ. Em rất là vinh dự khi anh Đức thuộc hết bài quan tâm em ạ. Nhưng mà hình như là cái câu hỏi là em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức thì đúng. Hình như là ngày nào em up hình trên Facebook thì các bạn đều nhìn comment vào câu đấy, hình như là 4-5 người rồi đấy. Nhưng mà cái này thì chắc là em xin từ chối nhận. Trời ơi sao mà sát muối tim người ta dữ vậy trời thiệt. Đức hát một đoạn của Hiền Hồ giùm tôi đi để nói cho mình tin anh đi. Mình như người ta nói mình tụi mình chót lưỡi đầu môi nói không thiệt. Chứng minh cho người ta thấy Đức mình là đàn ông. Ok, chơi bạn. Họ nói anh điên mất rồi, nói anh phải quên đi em. Bây giờ cái bài này mới hát không thuyết phục. Hát cái bài nào nãy giờ không hát luôn. Chơi thêm đoạn nữa. Một người từng thương nhiều thế, giờ cùng hoa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng trao nhau. Thế anh Đức rất là ái mộ em luôn á, thương em lắm á. Không em ơi, thật sự ra là anh rất là thích nhạc của em, cho nên là những bài hát của em anh rất là theo dõi và anh thuộc, cái chuyện đó là bình thường đúng không em? Đừng có nghe ai chọc ghẹo mình hết nha. Ừ, thích nhạc và thích em nữa. Thôi nhưng rồi một cô gái xinh xắn dễ thương như vậy thích là cũng là chuyện bình thường. Đúng, hợp lý. Anh là fan của em á Hiền Hồ, anh là fan của em. Dạ em cảm ơn anh. Cố gắng lên thưa quý vị, biết đâu năm sau, năm 2019 chúng ta sẽ là một làn sóng mới thưa quý vị, sóng xuân 19 tác hợp cho Anh Đức và Hiền Hồ. Biết đâu, vâng chúng ta chờ đợi tin đó. Nhưng mà bây giờ cho anh hỏi Hiền Hồ là trong năm qua cũng là một năm khá thành công với em, với nhiều bài hit, anh thật sự anh cũng rất là thích nhạc của em. Em có thấy là mình là một người rất là may mắn không? Dạ, em thấy may mắn một phần thôi ạ, còn một phần là cũng do may mắn luôn. Cảm ơn em, anh rất thích câu trả lời của em. Vâng thưa quý vị, phải nói rằng dưới này những cái bạn mà có cá tính mà lạ lạ như này thường thì làm ra những cái tác phẩm nó không có bình thường. Vậy mới có cái ca khúc là Đừng Nói Tôi Điên. Khi mà hiểu bạn ấy rồi thì sẽ thấy rằng đây là một cái tài năng về âm nhạc. Và chính vì những cái điều không bình thường đó nó mới làm ra những tác phẩm có cái sức ảnh hưởng lớn để người ta phải chú ý vào thông điệp của Hiền Hồ. Em nói tiếp được không anh? Mời em. Ra thì may mắn một phần thôi ạ. Ừ. Một phần nữa may mắn đúng không? Đúng. Thì bây giờ có một phần cố gắng nữa. Dĩ nhiên phải cố gắng. Với cả là em được khán giả yêu thương. Vậy thôi à. Thương lắm. Nó lạ lắm thưa quý vị, em bé nó lạ lắm luôn thiệt. Nhưng mà vâng, có những cái cá tính như thế này thì anh Đức mới thích. Vâng. Một tràng pháo tay nữa cho Hiền Hồ thưa quý vị. Rất là lạ, vẫn như những lời đồn về Hiền Hồ mà quả thật không sai. Em nói tiếp được không anh? Tiếp luôn. Hồi nãy anh kêu là lời đồn không bình thường là sao ạ? Không, có nghĩa là ai nhìn vào cũng nói là Hiền Hồ không có bình thường. Mà em có thấy vậy không? Em bình thường.